sản phẩm máy thổi bụi, máy thổi lá làm sạch các công trình mặt bằng xây dựng hay là cơ khí trong các làng nghề. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết đầy đủ cấu tạo này, phụ kiện cơ bản, sức mạnh, giao diện của máy thổi bụi Makute với công suất 3800W thì sẽ như thế nào. Mọi người hãy cùng chờ và xem video. Khi mua máy thì mọi người sẽ được kèm theo đó một cặp chổi than dự phòng, một thẻ bảo hành chính hãng của thương hiệu Makute. Thì đây là sẽ bảo hành là 6 tháng và một sách hướng dẫn sử dụng. Còn toàn bộ chi tiết lắp đặt về con máy thổi bụi thổi lá này với dòng chất lượng cao nhất của thương hiệu Makute hiện tại trên thị trường thì là 1.150.000 miễn phí vận chuyển. Tổng chiều dài cơ sở của con máy nó sẽ rơi vào 78cm. Nguyên chiều dài của cái ống nó sẽ là 42 nhé mọi người. Và kích thước hay là cấu tạo chi tiết chất liệu được làm bằng nhựa ABS chống va đập. Và độ dày của ống này thì nó sẽ là 3mm, gần 4mm. Đó, thì mọi người cùng xem này. Trên tay cầm chính của máy thì bên dưới đây nó sẽ là cò công tắc khởi động của máy. Và phía bên trên đây có các cấp tốc, có các cấp điều chỉnh tốc độ từ 1 đến số 6. Tay cầm chính và phía trên đây, tại vì nó có công suất là 3800W nên người ta phải thiết kế một đầu cầm chỗ này để giữ cho mọi người trong lúc quá trình sử dụng nó không bị giật ngược về phía đằng sau. Cam kết cho mọi người luôn là 100% là dây đồng. Và mọi người cũng có thể là tất cả như thế này ở phía bên trong, và đây là mặt cạnh ở phía bên hông. Còn sức mạnh của máy như thế nào thì mọi người cùng xem sau đây luôn. Nghe tiếng máy nhá. Và bây giờ là mình sẽ sử dụng cái cân này này. Mọi người cùng thấy được cái áp lực gió ra ép xung cân. Nó sẽ rơi dao động là hơn 1kg này. Bây giờ là mình sẽ nâng cao độ khó, sẽ sử dụng với một cái thùng đựng nguyên phun sơn, máy phun sơn điện cầm tay. Tổng trọng lượng của nó là 8kg. Mọi người hãy hướng xem màn hình, xem khả năng thổi được, di chuyển được cái thùng này không nhé. Bác nào đang có nhu cầu hoặc anh chị em nào có nhu cầu mua con máy thổi bụi này của thương hiệu Makute thì có thể là liên hệ tới số điện thoại em để ở góc bên dưới màn hình. Mọi người đừng quên hãy bật thông báo và nút đăng ký kênh để xem thêm các sản phẩm review chính hãng của thương hiệu Makute sắp tới mà bên em sẽ làm. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.